Đề bài cho R có, L có, U có. Thì nhớ đây là U0 nha. Đây là Omega nha. Chốt chưa? Phi U bằng nhiêu vậy? Bằng 0 được chưa? Thì mình nhớ mình muốn tìm Y đúng không? Thì mình nhớ đi, U bằng Y nhân Z. Vậy suy ra muốn tìm Y thì bằng phải U chia Z. U có chưa? Chân đây nè, nhưng mà phải có U0 nha. Thì muốn muốn tìm U thì lấy U0 chia bao nhiêu? Chia bao nhiêu? Không nhớ nữa hả? Căn 2 đó. U cực đại thì muốn tìm U hiệu dụng thì lấy U cực đại chia căn 2. Có U rồi thế vô. Tiếp. Tính Z. Muốn tính Z thì mình đọc công thức lên. Z bằng căn. Đọc. R bình cộng ZL. Trừ ZC, tất cả bình cái gì không có thì cho nó bằng 0. ZL có chưa? Chưa thì tính ZL đi, đọc công thức. Omega nhân L, Omega nè. Nhân L nè. Rồi có rồi đúng không? Thế vô đây. Rồi có chưa? Thế vô đây. Tính được Z, có Z, có U, tính được Y. Kịp chưa?